Anh vẫn đứng đợi em mà chờ em đến xa thay. Thì thầm nói yêu anh và cùng nhau đến muôn nơi. Chẳng phải mấy anh bé boy, I won't make you cry. But nếu yêu ai không sai, I will make it right. Now I got you baby, chẳng mơ ước chi. Nếu bạn là da khô thì chắc chắn nên thử qua em kem dưỡng này. Đầu trước thì tôi có review qua cái em serum của L'Oreal. Kem dưỡng này thì cũng chứa hai loại HA là macro và micro HA. Của em này thì là dạng cream đặc, với da dầu như mình thì thấy thấm hơi lâu một chút. Là mình nghĩ kem kem dưỡng này cực kỳ hợp cho những bạn nào mà da khô luôn. Có chứa đến hai loại HA nên em này cấp ẩm khá tốt và giúp thẩm thấu sâu vào làn da. Đối với những bạn nào mà da dễ khô do thời tiết thay đổi thì có thể tham khảo kem kem dưỡng này của L'Oreal. Da của bạn khô quá thì có thể dùng kết hợp thêm kem serum của dòng này luôn. Tuyết dùng kem này dưỡng da trước khi mà make up thì thấy cái lớp nền nó cũng lên khá là mướt. Chỗ như là khóe mũi nè, khóe mắt được mình cấp ẩm kỹ thì đánh nền lên cũng không bị khô. Dùng kem kem dưỡng này quá là xịn đối với những bạn nào mà da khô đang thiếu ẩm luôn. Đi tìm em kem dưỡng đa năng dành cho da khô. Tại sao tôi được gọi em kem dưỡng CeraVe này là đa năng? Vì em không chỉ dùng được cho da mặt mà còn dùng được cả cho da body. Quá ư là tiện lợi đối với một đứa da quanh năm khô khốc nứt nẻ từ đầu đến chân như tôi. Em này dùng cho da khô đến da rất khô, cho nên là sau khi tôi bôi lên cái da tôi nó mềm giống như là cái bánh tráng nhúng nước vậy á. Với ba loại ceramide thiết yếu và công nghệ MVE giúp khôi phục hàng rào độ ẩm da và giữ ẩm suốt 24 giờ, cho nên nếu hôm nào tôi ngủ mới lạnh, dù chỉ có bôi một mình em này rồi lên giường khò khò, nhưng mà sáng ra da tôi vẫn còn độ ẩm nha. Da có độ ẩm thì mới là da khỏe đó mấy bà. Nên mà các bà muốn mua thì CeraVe đã chính thức có mặt tại Việt Nam rồi nha. Từ nay không còn sợ hàng cách nữa đâu đó. Vì công cuộc đẹp lên mỗi ngày của chị em chúng ta, đừng có làm biếng nha mấy má. Ngồi dậy và skincare đi nào. Đây là một sản phẩm mà mình mua đúng nghĩa chỉ để review cho mọi người thôi đó. Sản phẩm này mình xài cũng gần hết rồi nè. Review đủ chất lượng cho mọi người. Đây là một loại kem dưỡng ẩm dành cho da khô để da cực kỳ khô nha. Cá chất của bạn này thì khá là đặc mà theo kiểu dầu á mọi. Sản phẩm này thấy mình thấy là khá dễ tán trên da, nhưng mà mình nghĩ rằng nó sẽ rất là tiết kiệm, nhưng mà thật ra thì sản phẩm này xài khá là hao nha. Mình sẽ dùng kem nửa mặt để cho các bạn có thể so sánh nè. Đây. Chết rồi, hôm nay mình có sử dụng Essence nên là cái da của mình nó cũng căng căng bóng bóng. Nhưng mà các bạn thấy là bên này nó bóng hẳn hơn đúng không? Để mình dùng nốt mặt còn lại. Ok, đây là em nó sau khi vừa mới bôi xong nè. Còn đây là da của mình sau 15 phút. Mình thấy là nó hơi ráo đi một tẹo. Nếu như mà các bạn sử dụng cái sản phẩm này ở Việt Nam á, thì mình nghĩ rằng các bạn chỉ có thể sử dụng vào buổi tối thôi. Theo mình á, thì cái sản phẩm này xài ok, được chứ không phải tốt, nhưng mà nó không khiến cho mình wow. Ví dụ mà các bạn muốn thử sản phẩm mới thì có lẽ đây sẽ là một trong những sự lựa chọn. Mình đỏ dị ứng nay tôi đã có cách khắc phục rồi. Ái già già, kinh chưa? Đợt này nha, tôi chỉ trung thành với cái em kem dưỡng này cho các cô ạ. Khúc này là da tôi đã đỏ hơn một chút rồi so với cái khúc trước, các cô có để ý không? Em này thì giúp dưỡng ẩm này, làm dịu da và phục hồi, giảm tình trạng như kiểu là kích ứng mỹ phẩm và kích ứng với cả thời tiết. Ây xài tuyệt vời luôn, chất kem này nhanh thấm, cực kỳ thích hợp cho da dầu mụn và da dễ bị nổi mụn nha các cô. Em này thì có thêm cả niacinamide này và phức hợp rau má với vitamin B5. Sau một thời gian sử dụng ấy thì da tôi đã trộm vía là nó đỡ đỏ hơn. Với cả là em này có thể dùng được cả ngày cả đêm và tôi thấy rất là tiện lợi. Cũng đang gặp những tình trạng như thế này thì hãy xem hết video này nhé. Kem dưỡng ẩm đến từ nhà Eucerin là một cái dòng sản phẩm kem dưỡng ẩm mà mình nghĩ là không quá xa lạ với tất cả các bạn đúng không? Dòng sản phẩm này là chọn ái các bạn nào có làn da khô đến rất khô ấy. Thành phần dưỡng ẩm vượt trội giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da và thúc đẩy quá trình sản xuất lipid tự nhiên. Em này có tác dụng dưỡng ẩm cả một ngày dài nha. Các bạn nên sử dụng em dưỡng ẩm này 2 lần một ngày, buổi sáng và tối nha. Em đang cầm trên tay là bao bì mới của em này nha. Một hũ này có dung tích là 50ml và giá thành chỉ khoảng là 237.000 thôi. Theo tôi thấy là cũng ok lắm á. Sau khi sử dụng em này thì tôi lúc nào cũng cảm thấy da mình giống như là đầy sức sống á. Chốt đơn, chốt đơn. Đây là một phiên bản nhỏ hơn của Aqualabel xanh. Cái này có hộp to và hộp nhỏ, thì đây là hộp nhỏ nha. Hộp nhỏ là 50g và sản xuất tại Nhật luôn nha mọi người. Đấy. Cái này thì chất kem rất là thích. Chất kem rất là thích. Rất là phù hợp cho những bạn nào mà da bị khô. Da bị khô. Đây nha mọi người. Đây mọi người hình nhìn này. Cái chất kem của nó này. Đó. Cực kỳ phù hợp với bạn nó da khô. Và kiểu bôi lên nó mướt dã man luôn đấy mọi người. Bôi lên nó rất là mướt luôn ấy. Và một tí là nó sẽ thấm hết nha. Cái này không để lại vết dính mà nó sẽ thấm hết luôn. Sẽ thấm hết luôn. Cực kỳ thích hợp với những bạn da khô. Và đặc biệt là trời mùa đông Hà Nội mà không có em này thì quả là rất có lỗi luôn. Nó thấm hết mà, cảm giác mịn mịn dã man luôn, mềm, nó mềm ơi là mềm ấy. Đó.
Cái này thì nó là một dòng dưỡng ẩm chuyên sâu phù hợp cho những cái bạn mà có da bị những cái vết thâm hay là bị nám ấy. Nhất là những cái bạn mà bị những cái vết thâm do mụn để lại thì mọi người nên xài cái này. Nói chung là bạn nếu mà bạn đang tìm một sản phẩm mà kem dưỡng ẩm sâu dành cho da khô vào mùa đông mà không bị bết dính thấm luôn và làm sáng da mờ những vết thâm thì các bạn, đây là một trong những lựa chọn hàng đầu luôn nha. Mà giá của nó rất là rẻ thôi mọi người, không đắt đâu. Cái hộp nhỏ này còn chưa đến 300k, còn hộp to thì khoảng 400k. Đó, rất là rẻ. Tại sao các bạn không dùng nhỉ? Thích cực kỳ luôn, cái này hàng nội địa của Nhật nha. Ta nói tôi ghét cái mùa lạnh này cực kỳ kinh khủng luôn á. Biết sao không, da dẻ gì đâu mà nó khô quéo hết trơn. Tôi mà không xài kem dưỡng ẩm hàng ngày á, là cái mặt tôi giống như kiểu nó bị mốc á mấy bà. Bà nào hay bị da khô hay là bong tróc á thì sử dụng em này là đúng bài luôn. Cho nên hôm nay tôi muốn recommend cho mấy bạn nào mà đang treatment hay là da bị kích ứng, đang muốn phục hồi á thì dùng em này rất là hiệu quả nha. Đặc biệt là da bà nào hay bị khô với lại sỉnh màu thì á, nên dùng em này thường xuyên nha mấy bà. Nó sẽ dưỡng ẩm và cấp ẩm cho da cả ngày luôn á. Ngoài ra nó còn có 2% niacinamide nữa. Nó sẽ giúp cho da của mấy bà sáng từ từ lên nha. Thành phần của em nó bao gồm vitamin B5 và 7 loại HA. Hoạt chất B5 á thì phục hồi da cực kỳ hiệu quả luôn nha mấy bà. Cho nên đây chính là món bảo bối cho bà nào bị da khô với lại bị sỉnh màu nha. Kem phục hồi dưỡng trắng B5 siêu đỉnh dành cho da nhạy cảm. Sau khi mình lên clip về em kem chống nắng B5 thì có rất nhiều bà inbox hỏi về kem dưỡng. Thì đây, em kem dưỡng nhà Pretty Skin để review cho các bà, thì tôi đang dùng em này mỗi tối luôn. Ai cũng biết là da tôi là kiểu da nhạy cảm và đang trị mụn đúng không? Nhưng mà khi tôi dùng lên thì em này cho tôi một cái cảm giác là không bị nhờn dích, không bị châm chích và nó sẽ kiểu tạo một cái lớp finish căng bóng ý, đúng như quảng cáo là các chị Hàn Quốc luôn. Thì em này có bảng thành phần đẹp như kiều luôn. Em nó chứa 10% đẹp parthenon hay còn gọi là B5, giúp làm dịu, dưỡng ẩm và săn chắc làn da. Có cetela chiết xuất từ rau má, giúp kháng viêm mờ thâm. Ngoài ra em này còn chứa 10% niacinamide, giúp kiềm dầu dưỡng trắng và làm đều màu da. Đặc biệt em này còn chứa hai thành phần quan trọng là collagen thủy phân và galactomycin, giúp chống lão hóa và làm căng bóng làn da luôn. Mách các bà một lưu ý nhỏ này, vì thành phần phục hồi cho em này đã lên đến 20% rồi, nên nếu bà nào đang ba kem dưỡng ẩm mùa đông cực kỳ xịn sò dành cho da khô, đặc biệt là loại số 3, cứ phải gọi là nhích nách luôn nhá. Hôm vừa rồi có một bạn khách đến Coclass mua đồ cho người yêu. Bạn muốn tìm một sản phẩm dưỡng ẩm thật tốt bởi vì người yêu là dân IT hay về ngồi máy tính. Hơn nữa da khô nên cứ đến mùa đông là da nứt nẻ bong chóc. Vì thế bạn nên sử dụng một sản phẩm có đầy đủ các yếu tố. 1. Không chứa các thành phần tẩy da mạnh mẽ. 2. Không có các thành phần dễ gây kích ứng. 3. Có kết cấu lỏng để giúp dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn. 4. Chứa những thành phần dưỡng ẩm chuyên sâu. Với chi phí tầm cao, Coclass đã tư vấn cho bạn chọn 3 sản phẩm sau đây. Đầu tiên là kem dưỡng ẩm Eucerin Lipo Balance cho da khô, da nhạy cảm, có giá là 206k. Đây là sản phẩm chuyên biệt để phục hồi và cân bằng độ ẩm của lớp biểu bì, mang đến một làn da khỏe mạnh, mịn màng, giảm thô ráp rõ rệt chỉ sau 2 tuần sử dụng. Thứ hai là kem dưỡng ẩm CeraVe, có giá là 350k cho 340g. Ưu điểm của em CeraVe này là kết cấu đặc nhưng thẩm thấu rất nhanh, không gây vết dính trên da. Hơn nữa, sản phẩm lành tính, không chứa hương liệu sẽ giúp giải quyết vấn đề da khô nẻ, đồng thời phục hồi và tái tạo da từ sâu bên trong. Cuối cùng là kem dưỡng ẩm Sakura cấp ẩm chuyên sâu, có giá là 779k. Là sản phẩm thương hiệu mỹ phẩm nội địa của Nhật Bản, các sản phẩm của Curel được nghiên cứu và sản xuất chuyên biệt với làn da nhạy cảm, da dị ứng dễ nổi mụn, hàm lượng ceramide cao giúp tạo nên lớp bảo vệ, tăng cường độ ẩm và kích thích sự phát triển tự nhiên của da, giúp da luôn khỏe mạnh, tươi sáng, đặc biệt có hiệu quả cao với làn da thiếu ẩm, sần sùi, khô ráp, nhạy cảm và làn da đang có dấu hiệu lão hóa. Sau khi được tư vấn, bạn khách đã lựa chọn em kem dưỡng ẩm CeraVe. Coclass hy vọng rằng với những gợi ý trên, bạn sẽ lựa chọn được cho mình loại kem dưỡng ẩm phù hợp, giúp da mịn màng, căng tràn sức sống. Và không nên trong skincare da khô. Số 1, sữa rửa mặt không nên nè, nên nè, không nên sử dụng sữa rửa mặt sen ca kim quá khô, dễ gây kích ứng da. CeraVe chứa HA và ceramide, làm sạch nhưng không gây khô da. Số 2, tẩy trang nên nè, không nên nè, tẩy trang L'Oreal nên cùng dễ gây kích ứng. Tẩy trang BO Derma phù hợp cho những làn da nhạy cảm, đặc biệt là những làn da khô luôn nha. Số 3, dưỡng ẩm không nên nè, nên nè, B5 HA tốt đó nhưng kết cấu serum lỏng lẻo không đủ cấp ẩm cho làn da. Chiếc bộ 242 cung cấp đầy đủ các thành phần của hàng rào bảo vệ da, giúp cung cấp ẩm cho làn da, đặc biệt là da khô. 5 loại kem dưỡng siêu ẩm cho mẹ, khô đau bôi đấy và đặc biệt dùng được cả cho bé.
kem dưỡng cho mẹ và bé không nên chứa các chất dễ gây kích ứng như hương liệu, dầu khoáng và các hoạt chất mạnh như AHA, BHA, retinol, vitamin C ở nồng độ cao. Thay vào đó, nên chứa những thành phần dịu nhẹ như chiết xuất hoa cúc, chiết xuất cam thảo, nha đam, vitamin B5, vitamin B3. Top 6 sản phẩm Comin điểm mặt dưới đây đều là những dòng kem dưỡng lành tính, dịu nhẹ, hợp mọi loại da, giúp dưỡng ẩm mà không gây kích ứng và hơn hết có giá cả phải chăng và rất dễ tìm mua.